rồi. Hello. Không biết là đã cắm mic chưa nhưng mà hy vọng là đã cắm rồi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Mình là Thảo. Mình chào là My. Mình là Huy No Do. Mình là Thủy đây. Và hôm nay thì bọn mình sẽ làm video là ăn gì với 100.000 again. Nhưng thực ra ấy, mục đích đầu tiên của bọn mình là chỉ có 3 người thôi. Tức là mình, My với Thủy thì có thể giới hạn được 100.000. Nhưng mà tự nhiên xuất hiện anh Huy No Do. Mình sẽ góp thêm 30.000. Thế nên là nếu mà nó có hơi bị lố lên một tí ấy, thì mọi người hãy thông cảm nhé. Vì 4 người mà ăn 100.000 thì ở Hà Nội này hơi khó tìm. Thật ra là cũng có thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái món bọn mình muốn ăn ngày hôm nay thì hơi khó. Nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ dẫn mọi người đi ăn ở một chỗ mà bọn mình rất là thích. Đến ngõ huyện, đầu ngõ huyện thì mọi người sẽ ăn gì mọi người có biết không? Ăn cháo sườn. Ăn cháo trai. Không có cháo trai không? Này nhá. Chưa ăn thử cháo trai đấy bao giờ, toàn ăn cháo sườn thôi. Thiên cháo trai. Em sẽ ăn cháo trai. Nhiều không? Cháo trai ở đâu? Ở đây. Ở đây có. Cảm giác của anh thế nào khi dẫn đi ăn ngon? Cảm ơn cô. Bát nào là cháo sườn, bát nào là bát cháo trai là bát có rau. Sao mày biết? Cháo sườn ăn được. Đây là cháo trai của Thủy và Huy No Do. Đây là hai bát cháo sườn của hả? Anh Huy gọi cháo trai mà. Anh Huy dùng chị giống mày mà. Dạ, tao ăn giống mày. Cảm ơn ngốc. Mệt mỏi. Cô ơi, cô có giấm không ạ? Đẹp trai nhưng không có tính. Sao ăn cháo lại cho giấm? Đẹp trai nhưng không có cửa. Nhưng mà lại cũng nấu tích kịch luôn. Chào các bạn, mình là Huy No Do. Vì hôm nay mình quá cô đơn nên được các em mình, các em gái thân yêu của mình rất yêu cháo. Xinh đẹp nữa. Huy No Do đang cảm thấy hạnh phúc khi ăn cháo trai cùng với ba em gái thân yêu Thảo Vân, Hàm Y và Thanh Thủy. Thực ra là cái giá để mà mình được ăn bát cháo đây là đó là xách đồ này, quay cho bọn nó này, làm tất cả mọi thứ việc lặt vặt như là một thằng ô xin. Em đã xách được cái gì đâu ấy. Đây là hàng cháo sườn ở đầu Lý Quốc Sư mà rất là nổi tiếng, mà bọn mình rất thích ăn. Đầu Lý Quốc Sư và ngõ huyện như nhau cả thôi. Nói chung là mình rất là thích ăn ở hàng này từ rất là lâu rồi, rất nhiều năm rồi. Bao nhiêu tiền một bát thì mình quên rồi, tí nữa tính tiền thì sẽ biết. Tầm 25 đến 30 đấy. 30.000 hôm nay lỗ luôn, 100.000 mấy người ăn luôn. Bát cháo luôn. Đâu, mình trước ăn 12.000. Mình rất là thèm ăn cháo trai. Anh ăn cái này bao nhiêu năm rồi? Cháo trai rất lâu rồi. 4 năm trước mình mới được ăn. 4 năm trước. Ok. Nhiều ớt quá không? Có thời gian mấy lắm. Tại rồi anh Huy đấy. Em một chút hạt tiêu. Em một chút hạt tiêu. Chúc anh ơi. Yeah. Xin mời. Mời mọi người. Ngon không? Ngon, 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 ngon. Ê, sáng nay mấy đứa mấy giờ dậy? Em dậy đi làm, em dậy 8 giờ, em về quê mà. Tao 12 rưỡi. Tao cũng nghĩ là 8 giờ cơ. Cháo trai. Mình không thích ăn cháo trai mọi người ạ. Mình không ăn được cháo trai luôn ý. Mày ơi, mày phải đặt tanh đi. Không thích, từ bé đã không thích cái vị cháo trai rồi. Ngon quá. Muốn giấm rồi. Mùa đông ăn cháo sườn thật là thích ý. Bát cháo ở đây kiểu kích cỡ vừa hơn với mình. Mà cháo hay hơi bị loãng so mọi khi sao ấy. Cháo hôm nay hơi loãng so với mọi khi mọi người ạ. Mình ăn cực kỳ thính mồm luôn. Biết Thủy đâu không? Ui dồi, ui dồi. Ui, con trai to mày. Tao ăn hết rồi. Mà ăn ngon nữa. Cháo khô thay lên. Ăn hết rồi. Cầm lấy, cầm lấy. Cháo trai ngon lắm. Ê, cháo trai ngon đấy. Mọi người thích ăn nhạt thì nên cháo sườn. Còn ăn cháo trai nó cũng ngon. Ngon hơn à? Của nó trai hơn. Ăn cái miếng chai nó vị đậm hơn, đậm hơn này. Mình vẫn không thích ăn cháo trai. Vì em không thích cái vị của con trai lắm đấy. Mùi hăng hăng đấy em không thích. Thế thì mày chưa nếm thử vị của tao rồi. Trai ngon mà, ngon cái.
ăn bát cháo trai xong ấm hết cả người. Bốn năm rồi mới ăn được đây chưa? Em lâu lắm rồi em mới ăn ở đây đấy. Em lần đầu mới ăn đây luôn. Ở đó? Ở đó? Mày còn mày là có tiền, còn tao là không có tiền. Ừ, bọn tao có tiền. Cheers. Trà đá là nước uống yêu thích của mình. Mình ăn xong cháo rồi mình sẽ ăn chè. Ăn nhanh thực sự trong khi mình ăn còn chưa nổi nửa bát ấy. Rồi cháo mà hơi loãng. Loãng thật. Nhìn bọn này ăn có vẻ hết nhiều tiền hơn dự tính. Target là 130.000 đồng một người. Miễn là không quá lên đến 200.000 là được. Con số đó là càng tăng lên. Tăng từ 100.000 vẫn không quá 200.000. Ừ, bao nhiêu? 30 đấy. Và 25. Đắt thế. Thế thì tính ra con này nó ăn cốc này là nó vượt 100.000 rồi. Là đã 3.000 rồi. Hay nó tự giả hả? Lần sau nếu mình làm series ăn thì 100.000 mình sẽ không bao giờ rủ Thủy xuống. Vì Thủy xuống lúc nào cũng ăn nhiều hơn mọi người, quên mất. Phải cho Sen ngáo đi vì Sen ngáo ăn ít. Em bây giờ ăn không thích nữa rồi. À, nhưng mà Sen bây giờ lại ăn cho hai người. Nên chắc là mình sẽ đóng cửa series này thôi. À, mình đi ăn một mình. Alone. Tao đố mày, mày lại làm một cái gì? Ăn gì với 100k ở bên Mỹ? Gì? 5 đô. Ăn gì với 5 đô la? Đô đấy. 1.5 đô. Đô bây giờ có vẻ là 20.000 nữa đâu. Ăn được cái bánh mì vậy ạ? À? À đây ăn cái bánh mì bên đấy hết 5 đô. Bao giờ mình đi Mỹ mình sẽ làm video đấy cho mọi người nhá. Mỗi tuần tôi sẽ đi ăn một món như thế này. Em mọi người tiền là bật một con đèn. Nhìn này. Chết chết. Bạn thấy không? Nó là một sự bẩn. Ôi kìa. Anh bẩn đi. Bẩn ý. Anh bẩn đi. Bẩn. Không bẩn phải bẩn. Anh bẩn đi. Tức ăn không có lỗi, lỗi là tại người ăn. Đúng rồi đó. Mày đấy. Ờ. Thế luôn, ngon thế này. Các bạn biệt điểm mọi người biệt sao ấy. Chè đồ này đúng không? Mọi người cứ có hiềm khích về cốc chè của mình ấy. Chè đồ này cũng ngon. Ngon hơn chả đá. Chè đồ đen ngon hơn chè đá mọi người ạ. Ngon đấy, chè đồ đen đấy ngon đấy. Ngọt. Mình thích những thứ ngọt. Bỏ đường thôi thì nó sẽ ngọt thôi. Ừ. Thay hôi gọi trà đá đường. Ờ. Em về đi uống trà đá đường. Trà đá đỗ đen. Sai quá. Không sai lắm nhưng không ai muốn trả lời. Cho thiếu rồi. Bây giờ sẽ là đẹp không? Sẽ là tiết mục tính tiền đấy. Nhưng mà không có tiền để giả. Tại vì trong túi chỉ còn đúng 100 nghìn thôi. Lâu lắm rồi bọn mình không tiêu tiền mặt ấy. Bọn mình toàn chết rồi, mình đi với bọn này, mình toàn cầm tiền mặt đi mua thôi. Mọi người tên 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 phải trả giá bằng tiền mặt, anh có biết rồi không? Cô là tên 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 phải trả là bao nhiêu hả? Nhiều hơn 100 nghìn rồi, không lo. Sống rồi. Hôm nay cô mời. 100 nghìn. 100 nghìn. Bao nhiêu tiền một cốc trà? Ồ, đấy là vừa. Thấy chưa, không thể có 10.000 thôi. Cháo 25.000, 2 bát cháo trai có 40.000, 2 bát cháo sườn thì 50.000 là đấy, 2 bát cháo trai còn có 15 mấy ơi. Cho Willy đưa 15. À đây em có 5.000 lẻ đấy Willy ơi. Tức là nếu như hôm nay nhá, chúng mình mà 4 người ăn 4 bát cháo trai thì là hết 80.000, bao nhiêu tiền một bát? 20.000 một bát cháo trai, 25.000 một bát cháo sườn, 10.000 một cốc chè, 5.000 một cốc trà đá. Wow. Tức là nếu như em với chị hai người thì ăn hai bát cháo trai. Hóa ra 100.000 bọn mình có thể ăn 4 người liền nếu con Thủy nó không ăn cốc chè đấy. Không, nếu mọi người không uống 3 cốc trà đá đấy thì em em ăn cốc chè. Thì em ăn cốc chè. Tại vì nếu như mọi người uống 3 cốc chè 10.000, nếu mọi người ăn 3 cốc chè uống 3 cốc trà đá nhá, em con chè vẫn hết 105.000. Chứng tỏ là nếu mọi người không uống trà đá và mình ăn chè là đủ 100.000. Wow. Sao nhổ đâu em bây giờ? Thủy Ly vừa nhổ đá vào người tôi. Từ nãy giờ các bạn ạ. Chơi đổi mày đấy luôn, quay không biết có cục cục mũi rồi. Bản sách nhau khi nâu đo. No ticket nữa. No ticket. Anh ơi, anh có biết anh và căn nhà khác nhau ở chỗ nào không? Là căn nhà có cửa gọi anh chứ nâu.
Không sao bạn ạ, thực ra thì ông trời luôn công bằng, ông trời cho mình những cái mà mình cũng không biết là cái gì ấy, nhưng mà mình là một người perfect. Nếu mà các bạn được gặp mình ở ngoài ấy, thì các bạn sẽ để thôi quay đến đây thôi. Thôi à, để nói nhé, mình ấy hoàn hảo đến nỗi là ngay đến cả cái mũ nó cũng đẹp, nó mặc đúng chỗ, bạn hiểu không? Nhìn nó duyên dã man luôn. Nó mặc ở đâu anh? Đúng chỗ, đúng. Nó là đúng chỗ. Đúng mặt luôn. Tổng vậy. Chúng ta lại đi tiếp nhé, follow me. Follow me. Follow me. Đi đâu? Anh ơi, từ nãy giờ em quay không ấn quay này. Không sao cả. Và thế là bọn mình đã quay xong video ăn gì với 100.000. Thật ra bọn mình đã nghĩ là nó sẽ kiểu bị lố lên ở tầm 130 đến 150. Không ngờ là chỉ hết có 115.000 thôi. Nếu mọi người không uống 3 cốc trà đá thì chỉ 100.000 thôi. Cốc đỗ đen của mày á. Cốc đỗ đen của em là vừa sinh 100.000. Rồi, mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là 100.000 vẫn thừa sức cho các cặp đôi hẹn hò luôn. Quá thừa luôn, nên đây là hai cặp đôi đấy. Bọn mình đi 4 người cơ mà, một ông ba bà cơ mà. Mà chỉ hết có 115.000. So, nên là nếu bạn nào mà chỉ có 100.000 thôi thì hãy cứ tự tin đưa người yêu ra đường, em đừng lo, đừng vui, be happy. Mà nhất là mùa đông là phải đi ăn cháo. Có nhiều món ngon lắm, mà rẻ, chè nóng các thứ này. Tiếp đến Bọn mình sẽ tiếp tục làm cái series ăn gì với 100.000 này với nhiều món ngon Hà Nội ở mùa đông nữa. Nên là mọi người hãy đón chờ nhá. Nếu như các bạn muốn biết là ăn gì với 100.000 thì hãy đón xem video của chúng mình và cùng đi ăn nha. Bye. Bye. We know đó. We know the name. We really know đó. And no chào ticket. Chào các bạn. Hẹn các bạn vào lần sau là mình sẽ có cửa. Mình vẫn không có vé. Bye.